Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng 28 tháng 7. Sau chuỗi ngày giảm, vàng nhẫn SJC đảo chiều tăng vượt mốc 77 triệu đồng một lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ổn định ở mốc 79,5 triệu đồng một lượng bán ra, giá vàng nhẫn trong nước đảo chiều tăng nhẹ. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Ghi nhận từ báo Quân đội Nhân dân, vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,5 triệu đồng một lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì giá bán vàng miếng ở mức này. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn Doji, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 77,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, lên lần lượt 75,5 triệu đồng một lượng mua vào và 77 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu Doji tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được điều chỉnh tăng 200.000 đồng giá mua và giá bán lên lần lượt 75,8 và 77,05 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG đang là 75,6 triệu đồng một lượng và 77,06 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt ở mức 75,88 triệu đồng một lượng mua vào và 77,08 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 75,75 triệu đồng một lượng và bán ra mức 77,05 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. Thị trường vàng thế giới tuần qua tương đối ổn định khi giá tăng giảm nhẹ trong hầu hết các phiên giao dịch. Giá chỉ được điều chỉnh mạnh khi thị trường đón nhận các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ. Dù giá chột sụt trong tuần qua, nhưng các chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco vẫn giữ tâm lý lạc quan về kim loại quý này trong ngắn hạn. Chiến lược gia thị trường Colin Sierzynski của SEA Wealth Management là một trong số người tham gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ông cho rằng nếu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tỏ ra ôn hòa tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới và ám chỉ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều đó có thể đẩy đồng USD xuống và hỗ trợ đà hồi phục của vàng. Ông nói thêm rằng phản ứng của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu sau dữ liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần này cho thấy một tín hiệu tích cực. Cùng quan điểm, Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management cho rằng kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên vẫn là yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng. Dennis Gatman, người sáng lập Gatman Letter, vẫn duy trì sự lạc quan của mình về kim loại quý màu vàng. Ông coi bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng là cơ hội để nắm giữ vị thế mua dài hạn. Sự điều chỉnh mà chúng ta đã thấy trên thị trường vàng trong hai tuần qua chỉ mang lại cơ hội sở hữu kim loại quý này tốt hơn mà thôi. Vàng đã ở trong thị trường tăng giá trong một thời gian dài và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai gần, Letter nói. Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darin Newsom của Banchart.com lại cho rằng giá kim loại quý này có thể sẽ giảm trong ngắn hạn. Theo ông, việc giá vàng tương lai tháng 12 đóng cửa thấp hơn so với tuần trước có thể kích hoạt một đợt bán tháo nữa trong ngắn hạn. Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến và quyết định lãi suất của Fed. Các nhà giao dịch kim loại quý cũng rất quan tâm đến việc liệu Chủ tịch Fed Jerome Powell có thay đổi giọng điệu sau báo cáo lạm phát công bố vào cuối tuần này hay không. Ngoài ra, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 7 của Mỹ cũng tạo ra những biến động trên thị trường trong phiên giao dịch cuối của tuần tới. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.387,1 USD một ounce, tương đương gần 73,3 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 6,2 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia phố Wall thận trọng về giá vàng tuần này. Khảo sát vàng của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang quay trở lại với lập trường thận trọng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn lạc quan về giá vàng tuần này. Thông tin từ chuyên trang báo Sài Gòn Giải Phóng. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm nay, ngày 22 tháng 7 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay thế giới niêm yết trên Kitco neo ở mức 2.400,60 USD trên một ounce, quy đổi tương đương
74,452 triệu đồng trên một lượng. Tuần này, 16 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó có 6 chuyên gia chiếm 38% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần này, trong khi cùng với sau đó dự đoán giá vàng sẽ giảm. 4 nhà phân tích còn lại cho rằng vàng sẽ có xu hướng đi ngang. Trong khi đó, 168 phiếu khảo sát trên phố chính cho thấy các nhà đầu tư vẫn duy trì sự lạc quan. 103 nhà giao dịch bán lẻ chiếm 61% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần này. 36 người chiếm 21% dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 28 người còn lại chiếm 17% cho rằng giá vàng sẽ không thay đổi. Ariande, chủ tịch Ariande Asset Management, là một trong những chuyên gia dự báo vàng sẽ ổn định vào tuần này. Giá vàng có thể cần phải củng cố trước khi tăng trở lại. Tuy nhiên, những gợi ý bổ sung về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể khiến giá vàng tăng bất kỳ lúc nào. Đồng quan điểm, Adam Buston, giám đốc chiến lược tiền tệ tại forexline.com đưa ra nhận định trung lập. Thị trường tạm thời đã thoát khỏi tin tức Trung Quốc ngừng mua vàng vào, nhưng việc chốt lời mạnh vào cuối tuần qua sẽ khó có thể đảo ngược trong tuần này. Mọi con mắt đang đổ dồn vào chính trường Mỹ. Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barclays.com nhận định giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Tôi vẫn giữ quan điểm vàng vẫn trong xu hướng giảm trung hạn trên biểu đồ hàng tuần. Bên cạnh đó, Alex Kopsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FX Pro và Michael Moore nhận thấy rủi ro giảm giá của vàng. Matt Chandler, tổng giám đốc tại Barnabas Global Forex nhận định đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu sẽ mạnh lên, kìm hãm mức tăng tiềm năng của vàng. Vàng đang điều chỉnh giảm sau khi lập mức cao kỷ lục gần 2.484 đô la Mỹ trên một ounce. Tôi kỳ vọng đô la Mỹ và lãi suất của Mỹ sẽ tăng cao hơn. Điều này có thể khiến giá vàng giảm. Việc phá vỡ mức 2.388 đô la Mỹ có thể sẽ khiến giá vàng giảm xuống mức 2.350 đến 2.365 đô la Mỹ trên một ounce. Trong khi đó, các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị các nhà đầu tư không nên mua vàng vào tuần này. Họ cảnh báo rằng mức giảm giá 92,7 đô la Mỹ trên một ounce trong cuối tuần qua có khả năng sẽ lặp lại trong những ngày hoặc tuần tới, thậm chí mức giảm này có thể cao hơn nữa. CPM cho rằng giá vàng trong hai tuần tới sẽ thiên về hướng giảm, nhưng triển vọng sau đó vẫn sẽ thiên về hướng tăng. Giá vàng có thể biến động mạnh theo cả hai hướng, có khả năng kiểm tra mức 2.300 đô la Mỹ trên một ounce và có thể đạt 2.500 đô la Mỹ trên một ounce một lần nữa. Bất kỳ rủi ro giảm giá nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Bob Harbacon, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RTO Future cho biết, mặc dù giá vàng giảm mạnh vào thứ sáu tuần trước, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng trong trung hạn. Harbacon xem động thái của Fed và kỳ vọng về lãi suất là động lực chính cho vàng hiện tại. Colin Sierzynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA World Management, đang đánh giá các yếu tố thúc đẩy tâm lý thị trường trong bối cảnh suy thoái vào thứ sáu tuần trước. Giá vàng đã tăng khá mạnh trong vài tuần, từ 2.300 đô la Mỹ lên 2.480 đô la Mỹ trên một ounce, tức tăng 180 đô la Mỹ trên một ounce. Vì vậy, việc giá vàng giảm chưa đến một nửa không phải là bất thường, chuyên gia Colin Sierzynski nhận định. Sierzynski cho biết triển vọng trung hạn đối với vàng vẫn tích cực vì có quá nhiều sự không chắc chắn và quá nhiều biến động. Và cuối cùng, nhà phân tích cấp cao của Kitco, Jim Wyckoff cho biết ông kỳ vọng một giai đoạn củng cố ngắn hạn từ kim loại quý màu vàng. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ chú ý dữ liệu quan trọng về lạm phát của Mỹ với việc công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi PCE tháng 6 vào thứ Sáu ngày 26 tháng 7. Chỉ số PCE luôn đặc biệt quan trọng trong việc Fed đánh giá lạm phát có thực sự đang giảm rõ rệt hay không. Thị trường cũng chờ đợi dữ liệu về GDP của Mỹ vào thứ Năm 25 tháng 7 cùng với dữ liệu về đơn đặt hàng lô bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi dữ liệu về thị trường nhà ở với doanh số bán nhà hiện có vào thứ Ba 23 tháng 7 và doanh số bán nhà mới vào thứ Tư 24 tháng 7. Ngân hàng Canada sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ vào thứ Tư 24 tháng 7. Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu lạm phát yếu đi tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất trong kỳ họp này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.